nơi ươm những mầm xanh tương lai. Chào quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Kính thưa quý vị và các bạn, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là hình thức dân chủ trực tiếp được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng và bỏ phiếu kín, thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong việc xây dựng nhà nước. Đến nay, công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của tỉnh Hưng Yên đã thành công trên tinh thần đoàn kết dân chủ trí tuệ. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã thành công tốt đẹp với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 98,03%. Kết quả người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc khối cơ quan tổ chức trung ương tỉnh Hưng Yên là 7 đại biểu. Để tạo nên sự thành công đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của người dân trong công tác bầu cử. Cuối tháng 4, Hội đồng bầu cử đã công bố danh sách chính thức 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa 15, 89 ứng cử viên đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, 533 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện và 6.841 người ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã đã thực hiện xong vận động bầu cử người ứng cử. Tại Kim Động, danh sách ứng cử được chọn lọc kỹ lưỡng, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật sau 3 vòng hiệp thương đảm bảo đủ thành phần cơ cấu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chúng tôi đã tiến hành thực hiện các cái quy trình hiệp thương 5 bước thông qua 3 hội nghị thì đã xác định được là đủ điều kiện tiêu chuẩn là 53 người. Đại biểu nữ là 27 người, ngoài đảng là 7 người, tức là tỷ lệ nữ và người ngoài đảng tôi rất là yêu cầu. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp diễn ra trong bối cảnh phải đối mặt với đại dịch COVID-19. Ở nhiều địa phương, công tác bầu cử được tiến hành một cách sáng tạo. Tại huyện Quái Châu, việc tổ chức người ứng cử tiếp xúc gặp gỡ cử tri, vận động bầu cử đã thực hiện phương án phù hợp với các xã đang thực hiện giãn cách. Đối với các khu vực mà bị giãn cách xã hội thì chúng tôi đã tổ chức tiếp xúc cử tri bằng cách trực tuyến. Và đảm bảo được cái việc là công tác khử khuẩn cũng như là cái công tác phòng dịch. Thực hiện hướng dẫn của các cấp, khu vực bỏ phiếu ở các xã phường của thị xã Mỹ Hào đều đã được bố trí khoa học đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Các khu vực bỏ phiếu có đường ra vào cách biệt. Các bản hướng dẫn ghi phiếu được dựng các vách ngăn cách vừa đảm bảo kín đáo vừa đảm bảo khoảng cách phòng dịch. Với sự chuẩn bị chú đáo của các địa phương trên địa bàn Mỹ Hào, người dân đã được đến bỏ phiếu và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Khi bầu cử thì chúng tôi đảm đo thân nhiệt ngay từ ban đầu. Khi mà phát hiện ra các cái trường hợp đến bỏ phiếu mà có cái biểu hiện như ho, sốt hoặc là nhiệt độ nó cao thì chúng tôi có đội phản ứng nhanh, có xe chuyên dụng, chúng tôi chuyển sang trạm y tế. Khu vực đó chúng tôi đã chuẩn bị một phòng cách ly riêng và báo cáo lên trung tâm y tế thị xã Mỹ Hào. Trên địa bàn tỉnh, tại những khu dân cư thực hiện cách ly tập trung hay giãn cách xã hội đều thực hiện theo phương châm hòm phiếu di động đến tận nhà. Tôi cảm ơn tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nơi cho chúng tôi tự tay bỏ lá phiếu vào hòm. Việc lựa chọn bầu ra những đại biểu có đủ đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân có nghĩa rất quan trọng. Để cuộc bầu cử thành công phải kể đến sự tham gia tích cực và trách nhiệm của người dân. Tôi thấy là phấn khởi, vui vẻ, phát huy được cái quyền công dân của mình. Là một cử tri, tôi rất tin tưởng là các đại biểu kỳ này chúng làm sao đó xây dựng cho đất nước ngày càng vững mạnh. Gia đình chúng tôi là sáng hôm nay là toàn là gia đình là dậy sớm đi bẻ vải về để dành riêng cái thời gian đẹp nhất để đi bầu cử. Công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được diễn ra dân chủ, nghiêm túc và đúng luật định. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua thành công, đó là cái sự
quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát, quyết liệt và linh hoạt của cấp ủy đảng, của ủy ban bầu cử từ tỉnh đến cơ sở. Cái thứ hai là có cái sự phối kết hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các cơ quan liên quan trong quá trình triển khai các cái công việc liên quan đến công tác bầu cử. Cái thứ ba nữa là cái ý thức trách nhiệm của người dân, của cử tri đối với công tác cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Cử tri chủ động tích cực đi tham gia bầu cử và sáng suốt lựa chọn cho mình những cái đại biểu để đại diện cho nhân dân. Cuộc bầu cử đã thành công qua những lá phiếu cử tri gửi gắm niềm tin tưởng vào những đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân được bầu sẽ có nhiều đóng góp tích cực để đất nước ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.